Nói đầu tiên, Trung Nguyên xin được gửi chào đến cô chú chị em mình. Hôm nay lại giao lưu với cô chú chị em mình một cái bộ đôi cặp tượng ra chơi Tết 2024 ha. Bông búp nè mọi người, thấy không? Quá trời luôn ha. Cái này về mấy anh em nuôi lại tiếp ha. Đó, thì giờ Nguyên muốn ra đi luôn. Đó. Thì con này cao lên trong đầu 20, 40, 60 lên tới đây là tầm khoảng 60 nó lên cao. Rễ cây rất là cao nha. Này đang trắng lại nha cô chú chị em mình. Thì bây giờ nó ra bông như thế này đây nè. Đó. Thì cái này năm sau nữa là ok, tại vì mình mới vừa bấm chặn trong Tết năm ngoái này. Cái này thì nó bị không sao ha, nó ra rất là nhiều luôn. Cái bông này ghép cúc tiêu long nè, thấy mọi người đó. Thì ở phía sau nó sẽ như thế này đây đó, rất là đẹp luôn nè cô chú anh chị em. Thấy không, dễ rất là đẹp ha. Cái này tay này nó dính chùm với nhau luôn rồi. Anh em nào có nhu cầu thiện chí thì có thể là giao lưu ha, một cặp mình sẽ cho cô chú anh chị em mình quay một cặp để cho cô chú anh chị em mình xem ha. Đây nè, bông búp này thì quá tuyệt chuẩn rồi ha cô chú anh chị em. Chơi Tết 2024 thì tuyệt vời. Rồi sau đó thì nuôi tiếp và để nó thòng xuống chúng ta uống éo lại ha. Đây là cái con đầu tiên mà Nguyên muốn giao lưu cũng như là phục vụ anh em cô chú anh chị em mình chơi Tết 2024 ha. Nó thấy vậy chứ nãy bông ra rất đẹp nè. Bông mình nó còn nhỏ nha mọi người. Nở một hai cái bông thôi nhưng mà còn rất rất nhiều nè. Nó thấy không? Rồi, thì đó là con này đầu tiên. Con này con bự nha. Rồi, tới cái con thứ hai nè. Đó. Đây cạnh rồi rất là chắc chắn, rễ luôn rất là khỏe nha cô chú anh chị em mình. Nó cái này là màu trắng nắng đó. Rồi đây là cái con thứ hai đây, con thứ hai cũng khá là đẹp nè, cây cũng khá là to liền cốt hết trơn nè cô chú anh chị em. Đã ghép ở đây là hai bo nè. Thấy không, rồi đây bông búp mới vừa lặt lá, bữa nay là ngày tầm khoảng chừng 19-20 gì vậy đó. Thì nó bông như thế này nó chuẩn rồi, tầm khoảng 4-5 ngày nữa thì nó bung là ok ha. Đó, rất là đẹp luôn cô chú anh chị mình. Giờ mình sẽ quay nè, mới vừa lặt lá xong, quay cho cô chú anh em mình xem ha. Khá là đẹp ha, chi cành đồ nó liền lạc hết trơn nha cô chú anh chị mình. Ở đây phía sau của nó nè, nó cao lên nè, thấy không, thòng 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 xuống cao rất là đẹp luôn. Anh em nào có thiện chí thì có thể liên hệ để giao lưu ha. Mọi người. Rồi đó là hai con tượng mà Nguyên muốn giao lưu của chú anh chị em. Thì đây là những cọng rễ thòng xuống nè, cũng khá là lâu rồi nha, đẹp nha mọi người. Đó. Bông búp thì chuẩn luôn rồi, mình làm bông búp chuẩn rồi mọi người, mới vừa xuống lá buổi buổi chiều. Thấy không? Rất là to, to đây là to cái mà độ mập khỏe của nó ha, chứ không phải to sắp nở nha cô chú anh chị em. Rồi nhìn lại hai con ha. Rồi quay con này nữa ha.